Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Phương Cún. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video chia sẻ với mọi người về cái thời điểm rụng lông của các bé phốc sóc và mình cần làm gì khi mà các bé phốc sóc bắt đầu đến mùa rụng lông nhé. Đó, thì như mọi người vẫn biết, phốc sóc là một cái loài chó có bộ lông rất là dày, lông ba lớp, nhìn dày và xù như một con gấu con ấy. Đây mọi người thấy này, đàn này nhà em là hơn 2 tháng nhé, lông nó rất là dày rồi. Lúc này lông các bạn ấy chưa được dài như khi trưởng thành đâu, nhưng mà lông siêu dày luôn, nhìn không thấy da đâu luôn. Đó, thì thường là một năm các bạn phốc sóc sẽ có một lần thay lông, mỗi lần sẽ kéo dài khoảng tầm vài tháng. Và trong cái thời điểm các bạn ấy rụng lông ấy, thì lông rất là nhiều, và lông phốc sóc thì thường là cái lông tơ, lông rất là mảnh, nên là khi mà rụng lông thì lông nó rất là hay kiểu bị bay bay ở bên trong không khí, nó dính ra đệm ra quần áo rất là nhiều. Đó, thì mình nên làm gì khi mà các bạn phốc sóc bị rụng lông ấy để hạn chế được cái tình trạng là lông bị bay hoặc là lông bị dính ra quần áo, dính ra gối nhiều ấy. Thì mọi người nên để ý nhé, các bạn phốc sóc thì thường ở một năm sẽ có một kỳ rụng lông, và khi nào mọi người thấy lông các bạn ấy bắt đầu thưa thưa và có hiện tượng là lông bị rụng nhiều, bị dính ra quần áo gối của mình nhiều ấy, thì có nghĩa là khi đấy bạn ấy đang bắt đầu rụng lông nhé. Cái thời điểm này ấy, thì mọi người nên mua những cái lược chải lông cho các bạn ấy, và về mọi người nên chịu khó trong vài ngày liền, mọi người nên thường xuyên chải lông cho các bạn ấy bằng những cái lược đấy, thì nó sẽ giúp mà thứ nhất là giúp lấy những cái phần lông, những cái sợi lông bị rụng ra nhanh hơn, và tập trung vào một ngày thì lông các bạn ấy sẽ không bị rụng bay ra ngoài nhiều nữa. Đó, và thứ hai là khi mà mình chải lông như thế thì cũng sẽ như kiểu là massage cái đứa người cho các bạn ấy luôn, sẽ rất là dễ chịu và giúp các bạn ấy kích thích các bạn ấy mọc lông, lớp lông mới nhanh hơn nhé. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà mình dùng được chải lông thế, mình có thể dễ dàng lấy được những cái phần lông đang thay đang rụng của bạn ấy ra ngoài, nó không sẽ giúp bạn ấy không bị thay lông linh tinh mỗi ngày rụng ra một vài sợi nữa. Đấy, thì khi mà chải như thế thì có khi là sẽ ra được một búi lông dính vào lược luôn ấy. Mọi người yên tâm là như thế không phải là làm đứt lông các bạn ấy, rụng lông các bạn ấy đâu nhé, mà chỉ là giúp các bạn ấy loại bỏ những sợi lông đã rụng và chưa thể rơi ra ngoài được vì do cái lớp lông dày nó đang bị dính lại cái lớp lông dày ấy. Đấy, thì sẽ giúp các bạn ấy, mình chỉ là hỗ trợ các bạn ấy loại bỏ những cái phần lông đã thay nhanh hơn và giúp cái phần lông mới mọc lên dễ hơn thôi. Đó, thì đó là một số những kinh nghiệm của em khi mà đối phó với cái việc phốc sóc bị rụng lông nhé. Mọi người thấy hay thì hãy comment ở bên dưới và bấm like video để ủng hộ em nhé. Rồi, xin chào mọi người.